Là mình để găng tay thấp quá. Rồi, giật lại này. Xin chào anh em, ngày nay mình làm cái con máy cắt cỏ của Trung Quốc này nhá. Và cái thằng này là thằng máy máy đời đời nó cũng lâu rồi này. Ca xăng này. Cái thằng này là nó bị cái hiện tượng như này nhá. Thằng này thì là cái nó bị cái hiện tượng là không nổ được, nhưng mà mình đã kiểm tra nhá. Đầu tiên mình kiểm tra điện thì khỏe, điện bure đánh khỏe bình thường, ca xăng xúc rửa sạch sẽ nhá. Hơi thì giật, hơi giật vẫn ok nhá. Hơi giật vẫn ok, không nhẹ nhá. Là mình loại trừ được phần hơi ok này. Rồi ca xăng ok, xăng xuống này, xúc xăng kiểm tra xăng xuống ok này. Và điện kiểm tra thay bure mới nhá. Và nó cái hiện tượng như này này. Nó nổ thì nổ được, nhưng lúc nổ được nó không được và bị cái hiện tượng là nó chỉ giật cái nó nổ lên một tí em tắt, giật cái nổ lên tí em tắt. Và mình kiểm tra, nếu mà mình kiểm tra điện thì là rất là khỏe bình thường nhá. Nhưng mà thực ra chính là cái nguyên nhân là cái thằng điện này nhá. Đó, nguyên nhân chính là cái thằng điện này. Lửa vẫn có, đánh điện buri là vẫn mạnh đàng hoàng nhá. Vẫn mạnh, nhưng mà nó đánh giống như kiểu nó bị lỗi ở trong cái cục này, là nó đánh sai tầm. Nó bị sai tầm. Là sinh ra nổ rất là khó nổ, mà nổ được nó chỉ nổ nó chập chờn nhá. Đó, nên là khi anh em mà gặp cái trường hợp mà cái máy như này và nó bị cái hiện tượng như mình kiểm tra xăng đồ xuống ok rồi nhá, xăng xuống ok, hơi ok, là mình khó nổ. Nó cái nguyên nhân của nó, hiện tượng nó là khó nổ, mà đến lúc nổ nó chỉ nổ được tạch 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 cái là nó tắt, nổ được tạch 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 cái nó tắt, một lần giật nó chỉ nổ được 2-3 tiếng thôi nhá. Đó, nếu một lần nó chỉ nổ 2-3 tiếng, có lên ga hay kéo e hay gì nó chỉ nổ được 2-3 tiếng là nó tắt máy, là cái nguyên nhân nó do cái thằng cục điện đấy nhá. Anh em thay luôn cái thằng cục điện này và kiểm tra luôn là ok nhá. Như mình kiểm tra lửa rất là mạnh, cái cục này lửa rất là mạnh nhá, nhưng mà nó lại không nổ được đấy. Nên là khi anh em gặp cái trường hợp như mình thì tốt nhất là cứ thử thay cuộn lửa này trước nhá. Thử thay cuộn lửa này trước rồi mình tính đến những cái chuyện khác nữa. Khi kiểm tra xăng hơi ok rồi mà nó không nổ được thì mình luôn thay luôn cuộn lửa nhá. Đây, mình thay cuộn lửa xong cái mình giật một cái là nổ luôn nhá. Đây, để mình giật thử này. Mình tăng cái gang tin là mình do anh em còn cái lưu ý nữa là cái đầu body nó nằm phía dưới nên mình phải để cách cái mặt đất ra nhá. Đừng có để nó chạm cái mặt đất là nó sẽ đánh điện với mặt đất, dưới cái đất là nó sẽ không nổ được nhá. Do mình một tay quay nên tay tăng gang tin tí đấy nhá. Giật tay chặt. Đó. Mình tăng lên tí nữa đó, giờ mình để gang tin thấp quá. Rồi, giật lại này. Rồi, vậy là ok nhá. Anh em nào gặp cái trường hợp như mình thì cứ thay luôn cái cục lửa này nhá. Thấy cái loại cục lửa của nó cái loại cục này này. Đó, cục này mình gặp 2-3 trường hợp rồi nhá. 2-3 trường hợp rồi nó cũng y xì như này nhá. Nên là mình chia sẻ cho anh em nào từng làm những con máy cái dạng như này thì lưu ý là mình thay luôn cái thằng này cho nó đỡ mất công, nó phải chỉnh chọt nhiều nhá. Lửa rất khỏe nhưng mà không nổ, lửa xanh luôn. Lửa xanh mà to nhưng mà không nổ nhá. Rồi anh em xem video thì nhớ like và ủng hộ mình bằng cách bấm đăng ký và bấm chuông để theo dõi những video của mình nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em.